Mời đi em. Xin mời nhà gái. Rồi chào em, mời em ngồi. Rồi bây giờ nhà trai giới thiệu về mình đi. Dạ, chào chú Quân Vinh, chào chị Ngọc Lan. Con tên là La Anh Minh, quê ở Đắk Lắk và hiện đang làm việc tại quận 12. Minh làm gì Minh? Dạ, làm bên cho công ty nội thất, sản xuất ghế sofa. Rồi, mời nhà gái. Chào chú Quyền Linh ạ, chào chị ạ, và chào tất cả mọi người. Em chào anh bên kia, tại em tên là Thanh, năm nay em 22 tuổi. Em ở đâu? Dạ, em ở Hà Nội ạ. Em bay vào đây để ghi hình chương trình đó hả? Dạ vâng ạ. Trời ơi. Hiện tại thì em đang là sinh viên và đang trong quá trình làm đồ họa tốt nghiệp ạ. Nhưng hiện nay em đang thi vào ngành gì em? Dạ, ngành điện tử viễn thông ạ. Điện tử viễn thông hả? Dạ vâng ạ. À, bây giờ thì cho bên nhà gái biết chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi Minh. Dạ, ưu điểm thì biết mỗi thứ một ít, tại nào làm nội thất cũng biết hát sơ sơ. Khuyết điểm thì ít nói. Thôi mời nhà gái. Ưu điểm của cháu là nhiệt tình, vui vẻ, suy nghĩ thoáng, không quan trọng một vấn đề nào đấy, sòng phẳng, đặc biệt là về mặt tình cảm và tiền bạc. Còn khuyết điểm là cằn nhằn một chuyện hơi nhiều, với cả nhiều lúc hơi dâm ạ. Hơi dâm ạ? Cái gì? 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 Cái gì? Hơi gì? Hơi dâm ạ. Là sao trời? Là sao, cụ thể là sao? Có nghĩa là hơi... Nói chung là nó không được giống như thục nữ con gái bình thường ấy ạ. Mà nó sẽ thiên về là hơi dâm và hơi vô duyên ạ. Dạ mời. Không có. Mời khai thác. Thôi tôi về luôn đi. Nói cho chị Lan biết, thì mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chưa có mối tình nào ạ. Ủa sao kỳ vậy ta? Không, tại vì là đôi khi là bậy quá nên là người ta không thích ạ. Hơi dâm là... Dâm là sao ta? Chào chị. Ủa... cái từ đó... Cái từ đó em biết sao nè, dễ hiểu lầm lắm nè. Có nghĩa là... Không biết nói là sao, nhưng mà vấn đề là nhiều lúc câu từ nói khiến người ta nghĩ mình là người dâm ấy. Mà cũng dâm thật ạ. Là cái chữ đó viết thì sao em? Nhưng mà tôi lần đầu tiên thấy một cô gái mà mạnh dạn đó như vậy luôn á. Quê con ở đâu? Dạ, cháu sinh ra lớn lên tại Hà Nội luôn ạ. Hà Nội luôn? Vâng ạ. À, nhà có mấy anh chị em? Dạ, có một mình thôi ạ. Một mình thôi hả? Vâng ạ. Chưa có mối tình nào? Chưa, thật ra là có thích nhưng mà người ta không biết lại mình ấy ạ. Nhưng mà tự nhiên sao mình biết mình dâm? Dạ, có một lần đi ăn nem nướng ở trường đại học nông nghiệp ấy, thế là cuốn cái nem to quá, thế là sắp cháu với bạn là nó phải to như này, thế là người ta bảo là mai kia chị có người yêu chắc nhiều chị sướng lắm đấy. Dạ thế ạ. Để qua bên đây coi. Sao em thấy bên đó là có cái yếu tố đó, em thấy thì sao? Dạ hơi mạnh mẽ quá. Mạnh mẽ quá hả? Ta chưa có mối tình nào luôn á. Ừ. Chỉ có cái cuốn gọi cuốn thôi mà nó ra cái từ đó đó. Em nghĩ chắc không phải do cuốn gọi cuốn không, chắc do bạn bè chọc thôi. Nhưng mà thôi bỏ cái từ đó, ngoài nhạy cảm quá. Mình có mấy người con rồi. Dạ tí quên. Mấy mối tình rồi. Thôi. Trước giờ có một mối tình. Mấy năm? Dạ chắc khoảng 3 năm. Cái mối quan hệ nó ở quê á. Ở quê. Chia tay nó từ nên không có xác định rõ được cái từ. À, không xác định rõ cái ngày chia tay luôn. Vậy là chắc không có sâu sắc lắm. Có cãi nhau gì lớn gì không? Dạ tại vì ở xa quá, khoảng cách. À tức là cái khoảng cách đó giờ ha. Rồi bây giờ cô gái ấy đi lấy chồng chưa? Dạ lấy chồng rồi. Vậy hả? Có em bé luôn. Có em bé luôn hả? Còn có đồng ý ra Hà Nội không? Dạ, nếu có cơ hội ra được Hà Nội thì vẫn có thể ra được. Bên cô kia thật là cô gái cũng mạnh mẽ đó. Cá tính lắm đó. Cá tính đó, thôi đùa đâu nha, chưa vui có mối tình nào. Bây giờ vấn đề chỗ là hai người đang ở rất là xa nhau. Bây giờ mình qua mình hỏi nhà gái xíu nè. Ví dụ giờ mình lấy chồng miền Nam đi, mà mình có đồng ý vào Nam không? Dạ không ạ, tại vì cháu có mối mẹ thôi ạ. Dạ không ạ, tại vì cháu có mối mẹ thôi ạ. À muốn Hà Nội thôi. Vâng ạ. Nhưng mà giờ chú hỏi thầy con từ Hà Nội vô đây
lý do sao mà con không kiếm người yêu Hà Nội mà sao con tin tưởng chương trình Bạn Muốn Hò, con vô đây con tham gia chương trình? Tại vì cháu bị từ chối ấy, bị từ chối tình cảm ấy ạ. Ai từ chối? Một anh khóa trên ạ. Tại sao anh từ chối? Dạ cũng không biết ạ, anh ấy chỉ nói là chưa phải là lúc thôi ạ. Thật ra con cũng người rất bản lĩnh, con muốn có một người chồng lý tưởng thế nào? Ngoại hình là phải cao hơn ạ. Cao hơn rồi? 1m68 trở lên. Có. Đầu không hói. Đầu không hói. Răng không bậu ạ. Răng không bậu ạ. Gì nữa? Nữa là anh ấy là một người tốt tính, biết quan tâm đến mọi người. Không vũ phu, không hút thuốc lá, không rượu bia. Hoặc là biết dừng một cách chừng mực thôi. Rồi sao? Thấy đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ chắc cũng được 70-80%. Rồi còn 20% còn lại là do gì? Hút thuốc hay sao? Dạ có uống rượu bia một chút. Rồi con ghét đàn ông gì nhất? Ghét đàn ông đánh vợ ạ. Đánh vợ? Vâng ạ. Ghét đàn ông nói dối nữa. Và ghét đàn ông nhu nhược. Có nhu nhược không? Cũng có lúc nhu nhược nhưng mà không có phải hoàn toàn. Có đánh vợ không? Dạ cái đó thì không, chắc chắn không rồi. Bạn này hiền. Rồi giờ mong muốn em có một người bạn gái như thế nào, nói cho chị Lan nghe. Dạ, về chiều cao thì cỡ trên 1m55 là được. Rồi. Hình xăm thì không đừng có hình xăm to quá, hình xăm nhỏ nhỏ mini thì được. Hình xăm thì chút mở rào ra hỏi kỹ hơn nha. Ghét xăm ạ. Ghét xăm. Vâng ạ. Rồi gì nữa? Dạ, quan trọng là hợp tính nhau thôi chứ cũng không yêu cầu nhiều. Rồi, bây giờ mình hỏi người thân nè, em đi với ai? Dạ, em đi với gia đình. Dạ. Ai? Anh trai. Chào anh Vương Linh, chào chị Ngọc Lan. Dạ. Em là anh trai của Minh. Minh hiền quá hả? Dạ, Minh cũng tính cũng hơi nhút nhát chút xíu. Rồi nó có bồ nhiều không? Dạ, hồi trước giờ là chỉ có một người bồ đó thôi anh. Nó hiền á, thật ra nó chơi chứ nó rất là hiền. Anh thấy như thế nào về cô dâu của chúng tôi ạ? Em thấy như chung bạn gái thì cũng xinh, nhưng mà trắc trở cái là ở Hà Nội hơi xa. Chỉ đơn giản vậy thôi, còn để hai em tự quyết định. Rồi, cảm ơn em. Con đi với ai? Chờ đi một mình ạ. Một mình đúng không? Vâng ạ. Rồi. Bây giờ thì mở rào. Bắt đầu đi bước qua mình. Em chào anh. Dạ em cảm ơn anh ạ. Em thì hôm nay cũng không biết chuẩn bị gì để tặng anh ấy. Em chỉ mang cái tấm thân này thôi. Em chỉ mang cái tấm thân này thôi. Không sao. Đây chị cầm cho. Em học gần ra trường chưa? Hiện tại thì em đang làm đồ án anh ạ. Thì cũng tầm khoảng 2 tháng nữa thì em sẽ ra trường. Ra trường là làm ở ngoài Hà Nội luôn? Dạ vâng ạ. Thật ra là em cũng có ý định vào miền Nam làm việc. Nhưng mà do là nhà em có mỗi mình mẹ em thôi ạ. Nên là ai cũng có gia đình cả. Anh cũng muốn có gia đình. Em cũng muốn hướng về gia đình ấy. Làm nhà em có một mình em thôi. Dạ vâng ạ. Giờ hẹn hò sao? Mình nói chuyện hẹn hò đi. Một người trong đây, người Hà Nội đó. Hiện tại thì em thời gian rảnh của em nhiều không? Thời gian rảnh của em thì cũng bình thường, tối là em sẽ rảnh thôi. Hoặc là thứ bảy chủ nhật ạ. Nếu vậy thì cũng tương đồng với anh. À, vâng ạ. Lần đầu anh gặp em, anh thấy em như thế nào? Khá là xinh. Hết ạ? Nói chung vậy thôi. Chỉ biết anh thì ít nói lắm, hơi bị kìm lời. Thế anh khô khan không ạ? Cũng hơi khô xíu, nhưng mà những lúc cần lãng mạn mình sẽ lãng mạn được. Dạ vâng ạ. Tại vì em rất là sợ những người khô khan kiểu bị bí ngôn từ với anh ạ. Đến lúc mình cũng không biết nói gì đấy. Nhiều lúc mình bí ngôn từ thì mình không nói, mình sẽ đi chơi chẳng hạn. À vâng. Anh nói là anh có hút thuốc. Anh không hút thuốc. À không hút thuốc ạ. Thế thì là may đấy. Tại vì em thật sự em rất ghét mùi thuốc lá luôn. Vậy anh có uống bia rượu gì nhiều không ạ? Bia thì anh nói chung công việc của anh cũng có tiếp xúc người, bạn bè khách hàng cũng phải có. Thế thì cũng biết chừng mực. Nếu có thể thì anh có thể ra Hà Nội nhậu với em cũng được. Nếu có thể thì anh có thể ra Hà Nội nhậu với em cũng được. Em biết nhậu nhưng mà em cũng chỉ uống được 2-3 chén thôi. Tại lên chương trình á, nhiều nó hồi hộp á, không nghĩ được nhiều lời nói. Còn khi mà đời thường thì nó khác. Nếu vậy thì tí anh có đồng ý đi chơi với em không ạ? Chơi là chơi ở đâu? Em muốn đi ra chợ Bến Thành. À,
chợ chợ gì nhỉ? Ờ đúng rồi, chợ Bến Thành gần đây đúng không ạ? Em muốn ra đấy ạ. Thì anh sẵn sàng đi em đi. Thì anh sẵn sàng đi em đi. Trong thành phố này em còn chỗ nào chưa đi không? Ờ. Em đi được nhiều chưa? Ờ, lần đầu tiên em vào đây ạ. Nên là sáng nay em có đi Vincom rồi. Rồi bây giờ mình bước tới bạn gái, nắm tay bạn gái đi. Ờ, em có thể nghe trái tim của anh đúng không ạ? Tại vì em ngại nắm tay á. Hồi hộp quá. Nghe trái tim nó sao? Nó đập nhanh lắm ấy ạ. Đập nhanh đâu, nghe lại cái lỗ tai bên đây thử coi. Nghe kỹ coi, đếm thử coi đập bao nhiêu nhịp. 10 nhịp ạ. 10 nhịp ạ. Nó nhanh lắm. Nó đập nhanh lắm, chứ cũng không đếm nổi nữa. Rồi thấy làm sao? Đập nhanh quá là có ý nghĩa gì? Có hiểu được không? Dạ không ạ. Anh ấy đang sợ ạ. Anh ấy đang run ạ. Anh thì không sợ nhưng hơi run, vẫn có run. Bây giờ mình ôm nó cái giống nó xỉu lắm á. Bây giờ mình ôm nó cái giống nó xỉu lắm á. Bây giờ mình hát tặng cho bạn gái đi cho bớt run nào. Nhìn bạn gái hát kìa. Nhìn bạn gái kìa, nhìn dám nhìn thẳng vô mắt người ta không? Dám nắm tay người ta không? Dạ không ạ. Cô ơi cô đừng đi lấy chồng, về Tây Đô bên dòng sông tôi người hát cô nghe đó. Trời ơi cô đừng đi lấy chồng, để hai thằng buôn bên quầy hát lý cây bông. Anh ngâm nga về câu hò lý cây bông. Anh hò cho một cô em gái đang chạy tóc bên sông. Anh chỉ sống với mái chèo đâu có đất bên sông. Chỉ cần em còn ngồi chạy tóc anh quyết ở mãi bên sông. Ơi hò là hò ơi, trong đầm gì đẹp bằng sen. Quê mình ai đẹp bằng em xinh đẹp không cần bằng khen. Mới tí tuổi mà đã biết thẹn, rồi vụ kết nên tóc em đen. Dáng dịu dàng và đoan trang, đừng vội về nhà chi sớm em ơi. Yeah. Đó, mình đáp được lại cho người ta một bài. Được không? Dạ, cháu không biết hát nhưng mà anh ấy hát hay như bộ đội vậy ạ. Hay như bộ đội luôn á hả? Như bộ đội năm xưa ấy ạ. Chúng ta thích, ta bấm. Và bấm xong là chúng ta sẽ có nụ hôn đầu tiên đó nha. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Mình bấm. Cô gái không bấm. Sao không bấm nè? Dạ, tại vì là anh ở xa. Cháu không muốn là mình có thể yêu xa như thế. Hay là thấy anh hiền quá? Ờ, dạ không ạ. Hiền thì mình có đào tạo theo kiểu khác nhưng mà... Hiền đào tạo được luôn hả? Giỏi quá ta. Không sao. Trên sóng truyền hình thì có rất nhiều chàng trai Hà Nội sẽ để ý cô gái. Và cũng rất nhiều người để ý mình của tôi. Hy vọng rằng sớm chúng ta sẽ liên lạc để tìm ra một nửa manh ghép của mình nha. Đây là nói được luôn rồi. Đúng rồi, alo, biết liền. À, Phan sửa bản tên ngay lại đi bạn ơi. À, đúng như là chương trình là mình lên sóng là... Dạ vâng, anh cứ giới thiệu bình thường thôi, anh đang giới thiệu với chương trình, em là biên tập viên. Chào. Anh cầm mic. À, xin chào. Vâng, anh tự tin lên ạ. À, xin chào à, anh ạ. Dạ vâng, anh tương tác cứ tương tác viên này đi. Chào anh. Dạ, em tên là Nguyễn Ngọc Tự, hiện đang làm tại công ty Quy Mai. Công việc hiện tại của mình là làm bảo trì máy may. Năm nay mình 32 tuổi rồi. Quê quán của mình là Thanh Hóa. Dạ, anh đang ở đâu? Hiện tại mình đang ở Thuận An, Bình Dương. Anh vào Bình Dương lâu chưa? Mình vào đây cũng được 6-7 năm rồi. Dạ. Anh có điểm mạnh, điểm yếu gì? Điểm yếu của mình là ít nói. Mới ban đầu thì không được hòa đồng lắm, nhưng khi đã hòa đồng vào rồi thì cũng mọi người cũng thích là dễ mến. Thường mà khi mà mọi người quen với anh ấy, khi mà mọi người quen với anh thì anh sẽ có những cái biểu hiện như thế nào mà khiến cho mọi người dễ mến? Đối với mình thì
thường thường nói chuyện với mọi người thì cũng mình thì cũng không hay thương như mọi người điểm mạnh của mình là ít ít nói, nhưng lại bù lại thì mình như là không có nóng tính hay là hỏi chơi hiểu mãi lại có nghĩa là hiểu mãi nó là những cái mà anh làm tốt cái con đường của mình, cái tính cách của anh là cái tính cách nó có điểm mạnh gì, điểm yếu. Ok, điểm yếu là thiếu tự tin á, thiếu tự tin trong tương tác, trong giao tiếp. Cái điểm mạnh là gì? Điểm mạnh của mình là nhiệt tình trong công việc, siêng năng. Ngoài ra thì mình còn biết nấu ăn. Bây giờ là trong công ty của anh thì anh đang là may á, thì anh đang làm vị trí gì? Mình làm bên bảo trì máy may. Bảo trì máy may, công nhân bảo trì máy may. Đúng rồi. Về thu nhập của anh thì sao? Thu nhập của mình hiện tại là trung bình là 12 triệu. 12 triệu tháng. Đúng rồi. Anh ở nhà thuê sao? Đúng rồi, mình đang ở nhà thuê, hiện tại thì là nhà thuê nhưng mình đã đăng ký mua nhà rồi. Mua nhà chung cư. Đã đăng ký chưa? Nếu mà không bị trễ dự án thì có nhà rồi đấy, nhưng dự án nó bị trễ. Nhà đây đăng ký rồi. Đúng rồi. Anh một tự. Thì bây giờ nhá, anh cảm thấy là khi mà cái người con gái người ta hẹn hò với anh nhá, thì người con gái sẽ bị những cái điều gì của bản thân anh có thể thu hút được một người phụ nữ? Anh nghĩ là anh có những cái gì tốt đẹp để mà có thể thu hút được bạn nữ? Mình nghĩ là tính của mình có lẽ là điềm đạm, trưởng trạng, biết quan tâm người khác, biết người ta cần, có thể cần gì. Rồi. Có nghĩa là biết quan tâm và quan sát người khác. Và mình nghĩ vậy. Anh biết nấu ăn, ngon không? Được bạn bè nói là khen ngon. Anh thường hay nấu món gì nhất? Mình hay thường nấu món lẩu này, rồi ếch om ốc, rồi cũng khá là nhiều món, rồi món cà ri gà. Anh trong quá khứ là anh có mấy mối tình rồi nhỉ? Tính mối tình thì khoảng 6 mối tình nhỉ, nhưng đơn phương chỉ là 5, còn một mối tình chính thức. Đơn phương 5 mối tình nhỉ? Đúng rồi. Kể một chút về mấy mối tình đơn phương ha. Vâng, có một mối tình đơn phương từ hồi cấp 3, là từ năm lớp 10 cho đến hết năm lớp 12, là đó là một mối tình đơn phương. Rồi đến lớp đi mình đi học nghề sau 2 năm là cũng một mối tình đơn phương nữa, khoảng 2 năm nữa. Và sao đi làm. Nhưng mà trong tất cả các mối tình đơn phương ấy, thì anh có thổ lộ với người ta không? Mình chỉ quan sát người ta vậy thôi, không có nói gì. Tại sao vậy? Có lẽ là lúc đó mình vừa ít nói là vừa thiếu tự tin. Thế sao mà anh cứ kéo dài những cái mối tình mà đơn phương vậy thôi? Anh đúng cứ rồi. Âm thầm quan sát người ta như vậy. Đúng rồi. Ok, bây giờ kể về cái mối tình chính thức ha. Mối tình chính thức thì cũng không được dài lắm, chỉ được khoảng 3-4 tháng thôi đấy, cũng nói chung nó cũng không quá chỉ là sâu sắc, nên cũng không có để gì là ấn tượng nhiều. Tụi anh quen nhau như thế nào và cô ấy đã đồng ý yêu anh chưa? Vâng, quen cùng mình đi làm. Quen cùng công ty. Vâng. Xong rồi chị đó sao? Sau đó hai người cảm thấy không hợp thì là dừng lại. Không hợp ở điểm gì anh? Không, có lẽ là cô đang còn có trẻ. Mình thì cũng mới cách đây khoảng 3 năm thôi đấy. Có kém mình là những 8 tuổi. Dạ vâng, thì bây giờ anh phải nói cụ thể nhá, anh phải chia sẻ cụ thể với em.
thì mới tìm được cái mẫu người mà đúng với anh. Thì bây giờ là không hợp ở cái điểm gì, cô ấy trẻ, đúng rồi, ok, cô ấy trẻ con này kia, nhưng mà trẻ cái sự việc đó là gì, câu chuyện đó là sao mà hai người chia tay với nhau? Đây là câu chuyện của anh mà. Cho đó là hai người có ấy thì về quê rồi, trong kiểu trong lúc nói chuyện đấy mình thì về nơi ở, ví dụ như có ấy thì muốn về quê còn mình thì muốn lại ở lại trong này. Rồi mình muốn về quê lập nghiệp. Vâng, được. Cô thì muốn ở lại trong này. Thế xong rồi mâu thuẫn 3 tháng, 4 tháng gì đó mâu thuẫn với nhau. Thì ai là người chủ động chia tay ạ? Hai người không, nói chung là cũng không có nói chia tay gì cả, nhưng từ từ ít không nhắn tin qua lại nữa là thôi. Dạ. Bây giờ mẫu người mà anh muốn chương trình, mà muốn hẹn hò tìm kiếm cho anh ấy, mẫu người như thế nào anh? Cao khoảng trên 1m50 là được. Dễ nhìn một chút, nữ tính một chút mà cá tính một chút cũng được. Anh tưởng tượng trong đầu của anh á, là nếu mà anh muốn cá tính ấy, thì là cá tính như thế nào? Nói cá tính thì xăm hình rồi hay sao? Cũng không phải là mình không thích xăm lắm, nhưng kiểu mạnh mẽ là quyết đoán một chút chứ cũng đừng có là giống như là thay người khác, hay là người khác ta quyết định mình làm sao một cái ý định, một cái công việc nào gì đó. Nhưng mà anh nếu mà anh quen một cái người bạn gái mà mạnh mẽ quyết đoán này, mà trong khi đó là anh rất là thiếu tự tin luôn, thì không, anh nghĩ là nó bảo mình thiếu tự tin thì không phải, ngày thiếu tự tin là ngày xưa đối với mình thôi, chứ còn bây giờ thì mình đã tự tin hơn ngày trước rồi. Ok, thế vậy anh lên sân khấu bạn mới hẹn hò ấy, anh sẽ có thể làm được cái gì để mà có thể chinh phục được cái người bạn gái ở bên kia liền? Anh có thể hiện được cái gì? Mình thì hát cũng không hay, nhưng không biết mình thể hiện bằng cái gì. Gì ạ? Thì anh biết rồi ấy, đây là cái buổi casting để mà hiểu được ạ. Để mà chọn vào vòng ghi hình đó thì cũng sẽ rất là có nhiều những cái ứng cử viên. Dạ. Thì mình phải là một người như nào, có ưu điểm như nào, đặc biệt như thế nào đó. Anh hát thử được một đoạn không? Sau đây mình sẽ hát một đoạn bài gì được, thì mình thử hát thôi, hát được hát đâu thì được nhé. Dạ vâng mình cứ hát đi. Bỏ em vào ba lô, đưa em thì hát một đoạn này. Một đoạn. Hát được câu nào thì hát nha. Ok. Bỏ em vào ba lô, đưa em ra khỏi thủ đô, mình cùng rời thành phố, tránh lưng làn khói ô tô, xây một căn nhà gỗ. Ok à, tiếp về đọc lại cái bài này ha. Rồi. Nhưng mà đấy thì có nghĩa là cái lúc mà mình truyền tải lên trên sân khấu ấy, mình phải ví dụ trong tình yêu thì anh có phải là một người chủ động không? Anh gặp người mình thích anh sẽ biểu lộ ra như thế nào anh? Thường mình gặp người mình thích thì mình không có nói tự tin giống là những người mình không thích. Những người mình không thích ấy, thì mình thường mình nói sẵn sàng được. Đôi khi nhiều người mình chứ nói sẵn sàng vậy, thế những người là người ta lại thích mình nhưng mình lại không thích người ta. Nhiều rồi, khi đó. Bây giờ chỉ gặp người mà mình thích thôi á, thì rồi. Mình sẽ biểu lộ như thế nào? Thường là mình đôi khi gặp người mình ít nói hơn là những người không biết. Trên sân khấu bạn muốn hẹn hò chỉ là một cơ hội thôi. Một cơ hội, và cơ hội đó nó chỉ trong vòng nửa tiếng thôi. Đó, thì mình phải thể hiện được tất cả những cái khao khát mà để có thể đạt lấy cái cơ hội này, cái tình yêu này. Thì tất cả các anh chị mà đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đều là những người mà ví dụ như anh đều là những người mà bọn em đã kiểm chứng rất là qua nhiều vòng casting này. Hôm nay chỉ là trao đổi riêng thôi, hôm nay chỉ là trao đổi làm quen thôi,
sẽ có một cái vòng nữa, có sẽ có biên tập để làm việc trực tiếp với anh, đều là rất, những người rất là uy tín, kể cả những kể cả bạn nữ mà ngồi bên kia đều cũng sẽ là người rất là uy tín và rất là tử tế đàng hoàng đó. Thế nên là anh phải tập luyện nhiều hơn để về cái cách giao tiếp, ví dụ như anh phải thể hiện như thế nào để cho MC và cái bạn nữ ngồi bên kia của cái tấm rèm á có thể hiểu nhiều hơn về anh đó. Về cái mẫu người mà anh mong muốn ấy, thì vùng miền của bạn đó thì sao? Vùng miền thì mình không quan trọng lắm, nhưng nếu mà được ở vùng quê thì tốt hơn, và ở trong cái vùng này thì cũng tốt hơn. Không quan trọng là nghĩa là Thanh Hóa thì tốt hơn đúng không? Thì tốt hơn. Miền Tây có được không? Nhưng mà bạn vẫn đang ở Sài Gòn. Cũng được. Mình muốn vì là mình muốn lập nghiệp trong này á, thì nếu ở trong này cũng tốt, vì là con gái ở vùng trong này. Công việc của người phụ nữ của bạn đó như thế nào thì ở? Công việc mình cũng không quan trọng công việc nó lắm, nhưng nếu mà công việc văn phòng thì có thể là tốt hơn.